Dạ con chào cô nha. Dạ cô nhiêu tuổi rồi? Trong ngoài dạy thì 73 mà trong tuổi thiệt thì 74. Dạ cô là người ở vùng nào? Huế. Huế. Dạ thì hiện giờ là nhà cô sống mình hả? Mình à. Dạ thì con cái đâu cô? Con đường gại gạ để chồng để chua thì bị mà 2 tháng nay hứng con lên được. Dạ thì như là lúc này ăn uống hổm rày mấy ngày dịch này nè, cô ăn uống sao rồi? Nó đau rồi ôm giống. Dạ bị téo giò rồi. Dạ ở cái chân của cô thấy vậy là sao? Bị téo sao hả? Chân rồi khớp hả cô? Teo rồi, ha. Bị kinh tòa bị khớp nữa. Dạ thôi cô ngồi đây con nói chuyện ngồi với cô chị, nha đi, để cho cô đứng hồi mệt lắm. Đừng hôi đừng lâu cũng được. Dạ rồi là phía trong ở đó là cô đang mua cái gì con thấy chất lùm lum la đó là củi hay là cô có lụm cho cha vợ? Là cho chai củi. À củi về bạn kiếm tiền chứ không làm gì ra đâu. Dạ mà kiếm đấy đi xa đâu cũng được đâu. Cô vô Nam được bao lâu rồi? 3-4 chục năm rồi mà nghèo quá. Dạ thì đã vậy còn cô làm cô nghe nói là như cô bệnh đó mà cô mấy thứ căn bệnh lận bình đủ thứ hết trơn à. Trời ơi. Bệnh gì kể ra coi chị Tâm. Cô nhớ không? Dạ chứ. Dạ con nói giùm con. Cao khạp nè, đường nè, tim nè, gan viêm mỡ nè, thân kinh tòa nè, khớp nè, gai đục sống nè, 3 bụng đổ rồi. Trời. Đến nổi. Ơi trời ơi. Quá như con người tôi là bị hết trơn rồi, con sọt cái gì hết. Cái đó là nó đúng như nó rơ hết trơn luôn rồi nè. Rơ hết trơn rồi, đi hết nổi rồi. Dạ. Đi cái dắt cái ô rồi. Dạ rồi mấy ngày dịch này con gái cũng đâu có về để thăm được tôi ha. Được. Dạ bữa hôm tôi đau mấy cái rắn mà tôi chả 7 ngày mà nó cũng về được không. Dạ rồi chồng sao cô? Chồng tôi chết 27 năm. 2 năm rồi. 2 mấy năm ha. Chồng chết thôi mới 8 tuổi, con 8 tuổi. Dạ dạ nên giờ là một mình nuôi con mà con lúc này cũng không có về để thăm được luôn. Dạ còn mình hay cái thuốc cũng được, nó có thuốc nghèo bảo hiểm nghèo mà đi cũng được cái đâu. Dạ tôi đi. Dạ đúng rồi lúc này khó đi lắm cô ơi. Bây giờ cô dẫn con vô nhà được không? Được. Dạ dạ cho con tham quan nhà nha. Dạ. Thì con có gì con hỗ trợ con nha. Dạ nó dột cái chân. Dạ dạ. Cái này là củi hả cô? Củi, nó để đồ lên da sao rồi nó nước ngập. Dạ. Còn bên đây cũng củi luôn nè. Như cô lượm ở ngoài đây để mà đem vô để mà phơi khô á ha. Vậy là cô nấu bằng củi hả? Củi. Dạ. Ga cũng có nó mà ga cờ nó mắc quá. Đúng rồi, mà lúc này điện cũng không phải là có liền nữa ha. Làm gì đâu mà một kêu ga. Dạ. Rồi, cô dẫn con vô trong ha. Trời nuôi mấy con chó vậy cô? 2 con à. Dạ. Con đã thấy cho người ta mà dịch đem đi cũng được. Dạ. Con đi thì nuôi nè. Dạ. À, đang nuôi con chó này, chó đen, giống như chó mực vậy đó. Thấy không? Ừ, trời. Bụng á chú. Bụng á, tao phải khô, tao bỏ. Tôi về tôi phải khô, tôi rửa lại, tôi sạp qua. Dạ. Tôi cũng thiệt là bụng khô không? Bụng hả cô? Bụng mà tao ăn dư, phải khô, phở, tao bỏ, tao về tôi phải khô. Dạ. Ăn trời ơi vậy là ở quán người ta bán rồi cái đó bỏ đấy nè đấy người ta mua ta ăn ăn dư người ta bỏ người ta phỉ á. Dạ người ta được người ta phỉ khô tao để dành tôi ăn. Dạ mấy bữa tôi phơi cơm khô tôi để dành tôi ăn không nóng cô gạo đó. Dạ mỗi bữa hôm nghèo đã tao mỗi cho 15 kg gạo thôi vẫn có gì hết á. Dạ dạ không có chó gì hết á cho 15 kg gạo. Ồ nhà cô thì hiện giờ cô sống có mình. Giờ lại thì đừng nói cho vợ nè. Giờ vách người ta không có vách. À vách là vách nhờ của nhà kế bên ha. Nói ta biết, ta mời mua, ta không có biết. Dạ dạ con hiểu rồi. Dạ dạ. Còn bên đây là vách tôn hả cô ha? Tôi. Dạ. Giờ bếp này là dột ướt hết trơn. Dột hết cô. À đây nè con dòm lên là con thấy lỗ trắng nhóc trơn nè. Dạng keo ướt hết trơn bởi con da đầy đồ hết trơn đó. Chứ dạ. Gì cũng đầy hết
Để con quay sơ ở chỗ cô ha. Đó, cô chắc đồ cũng đồ... cái này nói chung là thấy là giống như củi hay là thùng này nọ không à, lụm để mà về bán mà lúc này bán không được. Dạ dòm thì không có gì để giá trị hết trơn á. Con ra phía sau nha. Dạ dạ. Tôi trong có tiền tôi mua con nó lột ra đi lại để dạ. Quá mà đầy đồ trang đồ gì. Thì mình cũng như cũng có điện đốt này nọ bình thường hả cô? Ở nơi ở đây là cô nghỉ hả? Dương nợ từ thiện cho đó. Dạ Dương từ thiện cho hả cô? Dạ. Tụ này thì con tôi bạn cà phê rồi người ta ta nghỉ bạn là nghỉ bán cho ha. Tủ cũ thấy cũng chạy chốc sơn hết trơn rồi nè. Cũ dạ dạ xài đỡ dột cái chân tôi cha tôi. Phía sau này giống như một cái kho của cô rồi đó, để cô chứa đồ nè. Nhưng mà lúc này cũng không có bán rồi luôn hết cô hả? Lúc này cũng đâu bán gì được mấy da chai này nữa ha. Này đồ này lắp đường già thì củi không hả? Củi vì đồ cạc á. Dạ. Cạc 15 tới là mồ ấy, tới sốc để. Dạ. Còn đại ông mưa bên nữa, tàn quá. Ở đây toilet của cô hả? Dạ, còn bên đây là cái bếp nước, dân nước ha, để rửa ha. Còn này là không gian bếp của cô hả? Bếp gá, cơm đi hải cá rồi, không có tiền mua nữa. Dạ. Củi. Phía sau đây nè, là cái chỗ mà cô chứa củi luôn nè, cô chú anh chị. Củi đó. Phía đây thì, phía trên đây á, thì... Dỗ. Máy tôn nhưng mà tôn là nó xét hết trơn rồi nè. Dỗ. Rồi cột kèo thì nó siêu quẹo hết rồi. Chú biết cái bếp nó cũng mưa ướt hết trơn giùm cô cũng được nữa. Dạ dạ mấy cái này thì mưa thì ướt rồi nắng á, thì nó sẽ khô lại. Khô. Dạ. Dạ. Dạ cậu chủ. Ra thì ở đây cô tôi, chất vậy nè thì mì tôn rồi gì tôi lột lại. Dạ. Chân. Dạ. Khổ lắm. Nặng thì ở được mà mưa khóc mưa, luôn á. Mưa là nhiễu nhiều à, tại vì con dòm lên á là con thấy bị như ánh mặt trời gọi xuống á là mình biết là tôn nó lủng. Dạ. Cái bếp nó uống mưa chùm cũng được nè kìa. Lủng tốn nó trơn ướt lo trơn. Rồi thường ngày cô có uống thuốc gì không? Trời ơi, uống thuốc bù hiểm, tôi do bù hiểm nè. Dạ. Dậy thuốc. Ở nãy nghe cô nói gì đâu mà quá trời đủ thứ bệnh hết. Dạ. Thôi mình ra đây hết cô ha, cho sáng. Đây là phần ăn cô bữa nãy cô nói đây. Là người ta ăn mà thừa rồi đó, cô xin về rồi cô cũng luộc lại, cô luộc lại để cô ăn đây. Nè, xô bổ hiểm nè. Dạ. Đủ thứ hết trơn, chỗ xô qua tôi còn là lão, đủ bình hết trơn. Dạ. Chỗ... này ở thành phố Sa Đéc ha. Còn có thẻ bảo hiểm hả cô ha? Có bảo hiểm nghèo đó. Cô đi đâu cô đi xin thuộc một qua một thuộc chiều quá nữa. Nguyễn Thị Tâm. 41948 giờ là tính ra là ở nãy cô nói nhiêu? 6 tôi thấy là 74. Ngoài là 73 nè. Dạ 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 dạ. Có này nè. Dạ dạ đúng rồi, thì 73 hoặc 74. Tủ trong tủ ngoài mà. Dạ. Tôi thiệt là mẹ đẻ là 74. Đây. Ở đây có chẩn đoán đây là thoái hóa khớp nè, bệnh dây thần kinh liên sườn đây. Đó. Đó, bên đây gì đâu mà quá trời vậy nè. Đó, bệnh đủ thứ chứ nè, đi không nổi. Chứng đàm nè, rối loạn chuyển hóa lipoprotein nè, tình trạng tăng lipid máu khác nè, đởm thạch, chứng tí là thoái hóa đa khớp nè, sỏi mật nè. Phúc thống là viêm dạ dày ruột và viêm đại tràng khác, không nhiễm trùng khác. Rồi, cái này cũng đủ bệnh rồi ha. Rồi cô bị bệnh lý tăng huyết áp, cơn đau thắt ngực ổn định, bệnh đái tháo đường. Rồi, thoái hóa đa khớp, viêm dạ dày tá tràng. Ôi trời ơi. Do cũng... càng điện cho cái chéo cỡ đến 5-6 điện nó đau dạ. Quá trời, xương không đó. Dạ dạ, huyễn vựng là... thiếu máu não cục bộ thoáng qua và hội chứng liên quan, chứng tí là đau khớp, sỏi mật, viêm dạ dày tá tràng, hiển vựng đây nè, cũng quá trời bệnh luôn rồi. Cái sụt mỡ này chắc con sụt cụ dốc hết trơn. Dạ.
lấy sụp mợi mợi cho nè. Dạ. Mấy bữa nè. Rồi. Nói chung 70 mấy tuổi rồi mà căn bệnh này mà hành hạ mà cô có một mình nữa thì cũng thấy nguy hiểm quá hả cô ha. Phải chi mà có được con cái ở nhà này nọ hay là cháu nữa nó còn đỡ. Đó xương thế mà hay luôn. Dạ. Ổn. Đúng rồi, nằm nó bị cấn đau ha. Xương khớp mà nó dưới phần nãy cô nó bị gai đó hả? Gai vì nó ổn nó teo thịt nó thấu hết còn xương bị da không hả nè. Teo hết trơn. Tại chân đâu cờ nó dột được xe. Cô vô đây sống lâu rồi đó nên nói chuyện cũng dễ nghe. À. Dạ. Sống có một mình hả, thui thủi có một mình. Là điện ấy, hiện giờ là cô còn xài được không? Điện xài đó. À, vẫn còn xài được ha, tại ban ngày mình tắt thôi ha. Dạ, dạ. Xài điện về mì quạt thôi chứ có gì đâu. Dạ. Thì tôi lành đó. Dạ. Cái mì cũng còn á. Thì con tới đây cũng nhờ cái cô bên trưởng ấp á. Thì nói cô cũng như là sống một mình thì cũng đủ thứ bệnh á, thì con tới trước tiên thì con tìm hiểu hoàn cảnh của cô á, thì con sẽ trích ra con hỗ trợ cô một phần đi, rồi nếu mà con có nhận thêm được gì đó cô thì con sẽ đem tới cho cô nha. Có gì dạ, thì tốt đó thì dạ cô. Thì mùa dịch này rồi cái con cũng duyên lên đây nè á, con đi ngang đây thì mới có duyên gặp cô, thì con sẽ trích ra 500 con gửi cho cô để mà cô có chi phí ăn uống hay là chữa bệnh vậy nha cô. Mới thuốc uống. Dạ. Thiệt tiền phải 300 mấy từng thuốc không đó. Dạ. À, cái này là tiền của chị Minh ở Mỹ á. Dạ. Dạ, gửi cô 500 nếu mà làm chi phí trong lúc dịch này nha cô. Dạ. Dạ có, nếu con nhận thêm á con sẽ gửi cho cô thêm nha. Dạ, dạ thì con thấy cô cũng lớn tuổi rồi mà bệnh nhiều quá cũng là khó lắm á. Bệnh những việc chết ngay nào. Dạ. Thôi cô ơi, giờ không trước tiên là cô phải ăn uống điều độ đi, giữ gìn sức khỏe nha. Cơm phi khô đó kìa. Dạ. Tôi phi khô dốc hết trơn. Dạ. Thôi cơm á ha. Ừ, cơm phi khô không đó, tên cho chủ bọt cho cô ấy. Dạ, dạ, thôi được cô. Uống xà cho 15 cái gạo thôi. Dạ. Cho 15 gạo. Như con biết ở nhà của cô rồi, thì con có nhận được cái nguồn nào đó thì con sẽ đem tới cho cô. Giúp đỡ cho tôi khổ. Dạ dạ. Thì con đã tới rồi con thấy hoàn cảnh của cô thì phải nói là sống có mình một phải trong nhà là cái như không có gì giá trị. Chứ là thấy cô củi không mà. Dạ. Thì con cũng chúc cô á được nha, cũng như là phải thật nhiều sức khỏe trong mùa dịch này nha. Rồi con xin phép con về. Thì có duyên con với cô gặp nhau. Dạ rồi cô cũng nhận giùm con món quà đi cô. À. Rồi này cô nhận cũng đi cơ. Dạ. Dạ dạ cảm ơn con anh. Dạ dạ cô vô đi. Ông ri cô cũng có cô vô mà chú mà cậu. Dạ. Còn đây là phần quà của chị Lô ở Nhật á, đã gửi tiền về để mà con hỗ trợ cho người dân của Sa Đéc mình đó. Thì con gửi cô này dùng nha, cái này cũng có gạo với mì và nước mắm nước tương rồi nọ luôn á, trong đó là có đường một ngọt luôn. Đủ hả? Dạ thì chợ hai mắt tôi mụn cứ chạy nước mắt khô quay rồi đó. Dạ rồi. Thì muốn khám muốn gì á là cũng phải đợi hết dịch đi. Cô mới đi được chứ lúc này cô đi không có được đâu. Ngọ đá răng đồ là thấy người đi thôi chứ không biết ai với ai. Dạ vậy là mắt cô cũng yếu rồi đó, giờ bị cườm luôn rồi đó. Yếu. Dạ cườm mổ trăng rồi. Dạ à vậy ha, nhưng mà tại yếu ha. Dạ. Nếu tao mổ tao cũng nổi, tao nổi con mắt mổ là còn rỗi. Không, cái đó cũng 50-50 quê, có khi rõ, có khi nó cũng mờ. Tùy theo cái thể trạng của mình. Nếu tao nổi cũng nổi, nếu tao mổ tao cũng nổi mình rồi đó. Mắt bà mổ về là cũng yếu thôi chứ còn. Dạ. Đeo miệng đi câu được, bơm cơm ăn được, con dạ. Được. Tôi tâm nhiều đó. Dạ. Thôi cô dùng cơ, dùng bún đi nha. À. Con xin phép con về. Ừ, dạ có duyên thì con với cô gặp lại ha. À. Dạ rồi dạ con dạy cô ơi.